Tiếp nối là bản tin cho biết là cựu ứng cử viên Andrew Yang sẽ làm bình luận viên chính trị cho đài CNN. Trong một thông báo được phát hành vào sáng ngày thứ tư, 19 tháng 2, CNN tuyên bố là cựu ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ là thương gia người Mỹ gốc Hoa ông Andrew Yang đã bắt đầu cộng tác cho đài CNN với công việc của một bình luận viên chính trị. Sau thông báo nói trên, ông Yang đã viết một tin nhắn gửi qua trang mạng Twitter trong đó cho biết là ông rất phấn khích. Khi được tham gia cùng với đài CNN để đưa ra những bình luận sâu sắc về cuộc bầu cử năm 2020 cũng như là nhận định về kinh nghiệm chính trường của các ứng cử viên tổng thống, là một doanh nhân của tiểu bang California trong những tháng vận động tranh cử, ông đã học hỏi được rất nhiều điều. Vì vậy, ông rất vui khi được đóng góp cho các cuộc thảo luận công khai Bài bình luận đầu tiên của ông Giang sẽ được đăng trên trang mạng của đài CNN vào tối ngày thứ Tư, 19 tháng 2. CNN từng đưa tin ông Giang đã rời bỏ cuộc đua vào tòa Bạch Ốc sau khi có kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của tiểu bang Iowa. Kết quả cho thấy ông Giang chỉ giành được có 1.1% phiếu bầu. Là một người theo khuynh hướng dân chủ cấp tiến, ông Giang nổi tiếng với lý thuyết thu nhập cơ bản phổ thông, phân chia bằng nhau số tiền kiếm được cho tất cả mọi người trên toàn nước Mỹ, bất chấp tình trạng việc làm của họ. Ông cũng đã từng tuyên bố nếu đắc cử Tổng thống, chính quyền Hoa Thịnh Đốn của ông sẽ chia cho mỗi người Mỹ tuổi từ 18 đến 64 mỗi tháng 1.000 Mỹ Kim, bất kể việc họ có đi làm hay không. Theo CNN, lý thuyết thu nhập cơ bản phổ thông của ông Giang được những di dân bất hợp pháp hoặc người có thu nhập thấp ủng hộ, nhưng trên thực tế lý thuyết này là nguyên nhân dẫn tới sự thất bại của ông vì người mỹ có việc làm tốt và lương tháng ổn định không muốn sang bằng số tiền kiếm được của họ cho những kẻ lười biếng